Xin chào các quý vị khán giả, xin chào các bạn yêu loa nhỏ và những đồ công nghệ. Hôm nay tôi muốn giới thiệu cho các bạn đây là một chiếc âm ly Marang. Vâng, đây là dòng Marang Network Integrate, tức là cái âm ly là nó tích hợp cả phần Network Player, tức là mình chỉ cần dùng một hệ thống này thôi, một chiếc âm ly này thôi là mình có thể có được cả một cái gia tài âm nhạc rồi. Và tại sao tôi nói vậy? Vì với một cái công nghệ hiện tại như bây giờ thì chỉ cần một mạng ZLAN là các bạn đã có. Vâng, với dòng Marang này thì đây là trong những dòng đang được giới chuyên gia đánh giá rất cao vì chất lượng sản phẩm cũng như là về hình thức thì vẫn giữ được cái nét truyền thống riêng của dòng Marang, là nó có hai cạnh này và nó hơi bom bê ở hai đầu này để tạo cái sự mềm mại. Và trên một khối transit như thế này thì tôi nghĩ dòng Marang này thì luôn luôn có một cái vị trí đứng ở trong cái phân khúc hàng tầm trung mà được người chơi thì không những ở Việt Nam mà trên toàn thế giới cũng rất là thích. Vì dòng sản phẩm này cho một cái chất âm rất là đẹp và tương đối là rộng so với các dòng khác. Và dòng Marang này thì khi tôi chơi đây thì tôi chỉnh cho các bạn đây thì các bạn sẽ nhìn thấy nó có những cổng vào. Và trong các cổng này thì có cổng Helios của bên hãng Đàn Ông để hỗ trợ thêm vào. Thì đây là một cái cổng nó rất là tiện để cho mình chơi nhạc Spotify, Tidal cũng như là Denzen cũng như là bắt qua đường Airplay. Đó là những điều cơ bản về cái dòng này. Còn cái dòng này thì nó cũng vẫn giữ được cái nét truyền thống, đó là có chỉnh bát, chỉnh chép và đường ba lăng. Và đây là có một cổng sau direct, tức là khi mình ấn cổng này vào tức là âm thanh nó sẽ nhận trực tiếp, tức là không can thiệp được bằng các nút chỉnh âm sắc này nữa. Đó. Còn đây nút back là nút quay lại, còn bên này là volume to nhỏ. Đó. Còn bên này là các nút suộc để mình có thể là chuyển neck bài. À, rất là tiện lợi cho người chơi. Và với công suất dây định lên 60W cho một kênh thì, nhưng mà dòng Marang này thì tôi thấy cái nội trở nó lại rất là lớn. Đó. Nên khi mà tôi bê chiếc âm ly lên trên kệ này thì tôi thấy đây là một có một cái sức nặng. Và khi tôi mở volume to nhạc lên thì tôi thấy là rất là ok. Đó. Mà trong khi đó hôm nay thì tôi muốn kết hợp vào dòng này. Và bây giờ thì tôi sẽ xin tắt cái đoạn này đi. Tôi sẽ quay ra đằng sau để cho các bạn cùng có một cái sự trải nghiệm về mặt cả đằng sau này nữa. Vâng, với những âm ly cao cấp của hãng Marang bây giờ thì người ta đã được trang bị những cọc loa như thế này. Tôi thấy cọc loa này rất hay, là mình có thể chơi được theo nhiều định dạng. Mình cắm theo rắc bắp chuối cũng được. Đó, mình đút thế này mà rắc bắp tròn cũng được, theo rắc đuôi chuột cũng được. Và bên cạnh này thì là mình sẽ kết nối theo cầu rắc càng cua cũng được. Nó tạo ra được sự chắc chắn khi mình siết vào thế này thì nó sẽ không tạo độ dơ và cái độ tiếp xúc nó rất là tốt. Với cả rắc Marang này thì tôi thấy càng ngày chất lượng người ta làm càng ổn định và chất lượng cao lên. Còn về phần các đầu nguồn vào, cổng Coaxial đây, cổng Digital In đây, tức là những cổng TV hoặc nhiều định dạng chơi đây. Thì tôi thấy là bây giờ tất cả các nhìn các cái mạ vàng này, các bạn đã thấy là nói lên cái sự chất lượng nằm ở trong các sản phẩm như này. Và đây là cổng network, đây là một điều rất là quan trọng để khi mình chơi những mạng LAN. Đó. Và cổng này thì có cổng CD, cổng AUX, cổng record, tức là đây là những cái dòng thu, vừa phát vừa thu. Nhưng cổng này thì với người Việt mình thì ít dùng, chỉ có các chuyên gia hoặc là người chuyên dụng thì người ta hay dùng này. Và đây thêm một cái cổng nữa, cổng subwoofer. Thì là mình kết nối vào đây thì là để khi mình chơi một dải trầm là nó bị thiếu thì mình có thêm được cái chất lượng này. Và một cổng in-out, đây là cái cổng này là cổng trigger để khi mình link các dòng sản phẩm với nhau thì tôi thấy dòng này người ta vẫn giữ được cái chất lượng này. Còn nguồn điện thì là vẫn là 220 điện AC 50 Hz. Còn hai bên này là hai cái dâu để khi mình không dùng mạng LAN thì mình có thể bắt wifi. Và với có giá là lên tới 24.880.000, tức là gần 25 triệu, nếu sản phẩm này là của các bạn luôn. Vì hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đây là một cặp loa đến từ hãng DIN. Và với YouTube trước thì tôi cũng đã giới thiệu cặp Evo 10. Nhưng mà nhiều người thì bảo cặp đấy thì nó có cái bát nó hơi nhỏ, có 14 phân thôi. Và hôm nay thì tôi sẽ tiếp tục giới thiệu các bạn là cặp, đây là cặp Asset 18. Và dòng này thì lấy cảm hứng từ sự hưng phấn nên hãng DIN đã cho dòng này. Và hiện tại dòng này đang là dòng chủ đạo bán đắt hàng nhất của hãng DIN Audio. Và sản phẩm này thì nó có những cái nét rất là đặc biệt. Đầu tiên chúng ta phải nhìn thấy hai cái màu. Với một màu đen là một màu nhám tương xứng như thế này thì, nhưng mà đứng từ xa nhìn thì các bạn lại thấy nó rất là đẹp. Và cái dòng này thì nó có một cái bát ở phía dưới, tức là chung của bát này là 16 phân 5.
tức là đúng tiêu chuẩn của những cái người người ta chơi loa là người ta hay thích dùng, và vẫn giữ cái tính truyền thống đó là bát răng cưa, và cái sự cảm nhận nhìn ra ngay đó là chất hoàn toàn là của Đan Mạch, nên người ta gọi là đúng chất luôn. Và dưới đó là lên một cái logo. Còn cái phần trên này thì tuy không được làm cao cấp như là dòng Evo, vì Evo bắt đầu đã sử dụng sang chép của Hesit, tức là nó có vòm đôm lụa bên trong khi nó dẫn, và dòng này vẫn giữ được cái nét truyền thống, tức là chỉ là đôm lụa thôi. Nên các bạn khi chơi thì hãy lưu ý các em nhỏ hoặc là các bạn không nên chạm vào những cái vòng này về cái đôm lụa này, vì nó cũng sẽ, nếu mà nó bị méo bọc thì nó sẽ bị ảnh hưởng nhất định tới chất lượng âm thanh, tuy nó vẫn kêu nhưng sẽ chất định ảnh hưởng nhất định tới âm thanh, nên các bạn hãy luôn lưu ý cho tôi cái chuyện này. Và vòng này có hai điểm nhấn, thì với cặp loa cạnh vắt chéo này thì tôi thấy nó cũng rất là tạo được cái sự mềm mại và uyển chuyển, và dòng này thì nó hơi cứng đầu khó đánh một chút. Thực tế cặp loa này nó có trở kháng 86 decibel và độ nhạy trở kháng có 4 ohm thôi, thì tôi thấy cặp này là tương đối khó đánh. Nhưng mà qua test thử thì tôi lại thấy khi đánh cùng Marang thì tôi lại thấy có một chất âm rất là rộng rãi, trường âm rất là rộng, và cái phần quan trọng là cái độ nhạc tính thì tôi thấy rất ok đối với bộ dàn của Hi-Fi. Còn đằng sau thì cũng giống như là các cặp loa trước tôi đã giới thiệu, thì tôi cũng chỉ xin giới thiệu với các bạn đó là cặp loa đơn, tức là nó không đánh theo ở dạng BY, vì đối với người Đan Mạch thì người ta vẫn thích làm cặp loa đơn đánh, nhưng mà cái quan trọng trong cái phần tần người ta làm là rất là tối ưu và tốt và chất lượng, để làm sao để có một chất lượng của âm ly khi đưa vào đây mà được vào cặp loa này và đưa tín hiệu ra cho tai người nghe nó ở mang tính tự nhiên nhất. Và với một bộ đôi sản phẩm này thì hôm nay các bạn chỉ có phải trả 41.800.000 là các bạn đã được sở hữu được cả bộ đôi sản phẩm này rồi. Nên các bạn hãy nhanh tay gọi điện đến Thiên Hà Audio chúng tôi được để sở hữu này, vì tôi chỉ xin giới thiệu các bạn chỉ có một cặp duy nhất do hãng tài trợ, nên cũng không có nhiều các cơ hội để các bạn có muốn. Nên các bạn khi xem các chương trình này ngay mới cảm thấy yêu dòng DIN này cũng như dòng Marang này thì hãy gọi điện đến Thiên Hà Audio chúng tôi để được sở hữu. Còn bây giờ thì đến phần test nhạc, thì tôi sẽ quay lại đây và tôi cũng sẽ dùng đúng nhạc số và để tôi test cho các bạn, để các bạn có một cái sự nghe và thật. Vì hôm nay cái phòng này của tôi tương đối là rộng, nhưng các bạn hãy cứ thoải mái mà nghe, hãy thả mình mà nghe. Xin mời các bạn. You know my story. You know why I'm standing here tonight. Please don't go. Don't be in a hurry. I'm here to make it clear. Make you right. Well, I know I've acted foolish, but I promise you no more. I finally found that something worth reaching for. I'm not here to say I'm sorry. I'm not here. Giữ lại phút
giây sau cùng tình yêu rồi đây sẽ như cơn mộng dở dang. Đời anh tựa như khúc ca dù một sớm mai hồng, làm sao để cho bờ mi đừng quên nước mắt. Anh nhớ đến một hạnh phúc lứa đôi, xin hãy giữ trọn cánh chim phương trời. Người ơi đừng nên dối gian cho lòng nát tan. Đường mây giờ đây xa vắng dấu chân địa đàng, vườn hoa tìm đâu cho thấy giấc mơ nồng cháy. Cuộc sống mới rồi người có thấy vui, xin hãy giữ lại một chiếc lá rơi. Thời gian giờ đây sẽ như con thuyền lứa trôi. Vâng, qua những bản nhạc kết thử rồi thì tôi thấy đây là một combo quá tuyệt vời với bộ đôi sản phẩm như này mà 41.800.000. Nhưng mà tôi muốn thấy có một sự đậm đà hay hơn nữa nếu các bạn đầu tư thêm một cặp, một chiếc Suprel T7 cũng được hoặc T9 cũng được, để cho cái băng thông giải tần xuống sâu hơn một chút nữa, thì tôi nghĩ đây là một cấu hình hoàn hảo. Vì với những loa bookshelf thì cái giải âm chung bao giờ cũng là một cái nét lợi thế, mà nhất với dòng din giải âm chung thì tương đối là đẹp và dày dặn, nhưng mà nó vẫn dài trầm, nó vẫn chưa đạt được tới cái ngưỡng mà để cho mình có một thứ âm thanh mong muốn hơn nữa. Và với bộ đôi thế này thì các bạn hãy sao? Hãy đến ngay Thiên Hà Audio chúng tôi để được sở hữu một dòng sản phẩm này, và chỉ có một bộ duy nhất. Xin chào và hẹn gặp lại yếu thứ sau.